Xin chào toàn thể các bác nha. Hôm nay em giới thiệu với toàn thể các bác mẫu mic UGX 20. Hàng bên em có thể giao số lượng giao cho bất cứ đại lý nào cũng có thể mua được. Thì giá cam kết không tốt nhất thì cũng tốt nhỉ. Thì giá hiện tại bán lẻ cho các bác nhé. Giá hiện tại bên em đang bán lẻ cho các bác vào 2.3 triệu một bộ. Đấy, bao ship có mọi miền tổ quốc Nam Châu. Đi đâu cũng thấy bóng dáng của em nha cả. Thì hiện tại bộ mic này thì bên em có hai màu, một là màu đen, hai là màu vàng. Có hai màu cho các bác lựa chọn và màn hình hiển thị là màn hình màu xanh. Cái này thì em chưa cắm dây nguồn đây được, rất là tiếc là không thể cắm dây nguồn ngay cho các bác xem được. Đấy, em sẽ tắt đi xong bắt đầu là đặt đây. Thì mic này là sử dụng hai dây anten, sử dụng trong phòng hát karaoke chuyên nghiệp. Có chế độ tiết kiệm năng lượng pin này, tự động tắt tiếng khi đặt 3 giây này, công tắc tắt chờ bấm linh hoạt này. Đấy, sóng không giới hạn trong phòng vi là 40m trở lại này. Đấy, và có chế độ ngủ. Đấy, các bác nha. Rồi, ok, thì đây là cái mặt form của sản phẩm. Lát nữa sẽ quay cho các bác xem mặt sau. Về phần tay của mic thì bây giờ sẽ tháo ra cho các bác xem một cái tay của mic là thiết kế nó như nào cho các bác xem nhé. Thì thiết kế đây. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, rồi, đây là cái phần tay của mic. Thì em tiện các em đã lắp sẵn cái pin vào đây rồi. Bây giờ em sẽ bóc pin ra để cho các bác xem là cái mạch là Mark 1 hay Mark 2. Nhiều các bác kêu là hàng của em là 23, nhưng mà thật ra là hàng của em luôn luôn là Mark 1, tức là loại 1. Thì các bác nhìn là đã biết thì bên trong những loại tai mic xịn thì nó sẽ có những con tụ này, nó tạo độ trễ và tự động nén ngắt. Đấy. Và dưới đáy thì nó có một cổng để cắm sạc. Đối với những bộ chuyên nghiệp thì là các bác chỉ cần cắm dây sạc vào đây là sẽ sạc cho pin luôn. Rất là xịn và rất là chuyên nghiệp thì nó mới làm như này. Vâng nha, này các bác nhìn mạch này. Mạch nó có màu đỏ đặc trưng. Đấy, cái phần của mic thì em cũng không tiện tháo, một tay quay một tay cầm này không tiện tháo lắm. Rồi hiện tại như bộ mic này bên em đang giao cho các bác lẻ. Các bác người dân dùng lẻ thì em bảo hành cho các bác là 18 tháng. Nhắc lại 18 tháng nha, có tem phiếu đầy đủ cho các bác. Các bác về trong trường hợp các bác sử dụng mà chọc nát tem rồi em không bảo hành cho các bác nha. Thì em có tem phiếu đầy đủ cho các bác, như hàng chính hãng công ty, hàng cao cấp, hàng đắt tiền hẳn như luôn. Em bảo hành cho các bác 18 tháng. Hàng đảm bảo nguồn gốc xuất xứ cho các bác là rõ ràng, đặc biệt. Rồi, bây giờ sẽ bỏ mic xuống đây để cho các bác xem là cái mặt sau của sản phẩm nào gồm có những cái gì. Đấy. Đây tay mic này. Đây này em không có nhiều lắm. Đấy. Hoa vang mic đẩy bên em có đầy đủ cung cấp cho các bác tất cả mẫu luôn. Không nhiều thì cũng tương đối nhiều. Đây là mặt sau. Mặt sau thì có hai cổng cắm anten. Hai nút sensitivity điều khiển mức độ sóng giới hạn. Các bác hát trong phòng thì cứ để tầm 20 đến 30. Còn nếu các bác sử dụng ngoài trời thì cứ để tầm 40. Thì là nó chỉ tốn thêm một tí vào năng lượng và cũng gọi là chất lượng sóng nó sẽ bị tụt giảm một vài phần trăm thôi. Đấy, một vài phần trăm thôi. Có cổng cắm nguồn 13.5V, 600mA. Đấy, có jack unbalang và có một jack Sony Mix. Đấy, đây mặt sau của sản phẩm thì cũng không có gì đáng chú ý đấy. Trọng lượng khá là nhẹ, em chả biết là bây giờ cầm con này lên được bao cân. Nhưng mà một bộ nó khoảng tầm một bộ mic khoảng tầm 4 cân thì ấy. Đây mặt form của sản phẩm các bác nha. Và các bác nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại. Hẹn các bác video sau nhé. Bây giờ em còn phải đóng gói rất là nhiều hàng hóa nữa.